xin chào các bạn. Hiện tại thì trên tay mình đang là hai chiếc điện thoại vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam cùng ngày, vào ngày mùng 8 tháng 10 luôn. Và đặc biệt là hai em này đều có hỗ trợ 5G. Đây chính là em Mi 10T Pro và Nokia 8.3 5G. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một video test về cái tốc độ download cũng như upload, nói chung là speed test về tốc độ 5G ở trên hai chiếc điện thoại này nhá. Các bạn hãy cùng mình theo dõi nào. Ta-da! Pitara, pitara. Oh 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 yeah 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 yeah. Ui, chúng ta đang lên, có lên được 600 không? Thế mình phải di chuyển đến chỗ khác. 600 606 606 606 ui 626 ui 633 633 này, ui đỉnh thật sự. Và tốc độ download là lên tới 638. Bây giờ chúng ta sẽ thử tốc độ upload là khoảng 50,3 MB/s. Ok, và đây là kết quả khi mà mình test thử tốc độ 4G LTE thì mọi người có thể nhìn thấy là tốc độ download sẽ là 66,1 MB/s và upload là 6,29 MB/s. Thực ra thì bình thường tốc độ upload sẽ đạt khoảng tầm 20 á, nhưng mà cho thấy rằng là so với 5G thì 4G sẽ bằng 1/10 tốc độ download và upload mọi người ạ. À, 1/10 tốc độ download, còn upload thì sẽ là 1/ đó. À, mọi người tự chia nhá. Đó. Và sau đây là màn speed test của em Nokia 8.3 5G nhé mọi người. Chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ đón. Ôi, trời ơi, tốc độ của lên nó cũng hơn 600 mê luôn nè. Và lên rất là nhanh. Kết quả là chúng ta đã được 645 mê trên giây với tốc độ download. Còn sử dụng xe vào tốc độ upload là khoảng hơn 52 mê trên giây. Rồi, và mình sẽ show cho các bạn xem kết quả của lần speed test trước của mình. Và các bạn có thể thấy đây là một kết quả cực kỳ ấn tượng với cái số lần mà mình đo được tốc độ download tối đa này. Trời ơi, khủng khiếp chưa? Và các bạn thấy đấy, như kết quả vừa mới show ra thì cho thấy rằng là tốc độ 5G ở trên chiếc Nokia 8.3 có vẻ là nhỉnh hơn so với Mi 10T Pro. Có lúc lên tới 700, hơn 700 ở trên Nokia 8.3 luôn. Nhưng mà nói chung thì đây đều là những kết quả rất là ấn tượng về speed test 5G ở Việt Nam. Và hiện tại thì chỉ mới có một vài điểm ở Việt Nam có hỗ trợ thử nghiệm 5G thôi. Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ sớm được sử dụng 5G. Và các bạn ơi, để mà làm được video này ấy, thì mình đã phải đăng ký tới 5-6 lần mạng dung lượng tốc độ cao. Tại vì cứ chỉ test được 1-2 lần thôi là mình đã sử dụng hết được 1GB rồi. Toàn phải đăng ký SDK 10K đó. Trời ơi, tốn tiền lắm. Nên các bạn hãy nhớ like, share nhé.